Chào mọi người. Hôm trước phối Marvin với Vina thì trời tối rồi cho nên là không có quay video được để giới thiệu Vina được. Thì hôm nay quay Vina để cho mọi người ngắm và cùng chờ cái đàn chó con này. Marvin và Vina. Vina là cái con chó cái của trại Quầy Giống Ra, con của Dakota và Lucky the Bird, là hai con chó nhập và đều có dải chó đẹp. Đi ra con lạc ăn lạc không? Lạc đấy. Đi vào trong nhà. Đi vào trong. Đây. Không ai gọi nhớ nhỉ. Lấy quả bóng nhá. Hấp đây. Nhà đây. Nhà đây. Ok. Nhà yên đây nhá. Đừng có kéo cái xe của anh trôi gì nhá. Đi ra. Đây. Con gái không chịu lắm. Vina bây giờ là 2 tuổi. Chết rồi, rơi xuống bờ ao rồi, toang rồi. Toang rồi, ném quả bóng vào cho Vina hóng rồi. Rồi này, để anh xin lấy này. Nó trôi ra ngoài xa ao rồi, này không lấy được. Yên đấy nhá. Mày quá cứ dừng mất. Yên từ chờ. Đi nè. Ôi. Đi nè. Này. Đâu quả bóng rơi đâu mất rồi. Đấy nhỉ. Đấy đi. Yeah.
mông mình ra hả? Quay đầu lại đây. Các bạn đây. Rồi, có một chú một chó đây, thực ra này nhử bóng rồi, nó hơi bị căng. Yên.